Chào các anh chị, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh chị là dùng cái Advanced Hunter để trích lọc dữ liệu. Ở đây là tôi có cái sheet là người giao. Ở đây là nhật ký giao sách thì có ngày giao, khối, cơ sở, loại danh mục, tên danh mục, đơn giá, số lượng, thành tiền và ghi chú. Ở đây là tôi muốn trích lọc ở theo là loại danh mục. Thì ví dụ tôi chọn là workbook thì ở đây nó đây tôi là workbook. Ở đây tôi chọn là tab, ở đây tôi là tab. Ở đây tôi chọn là ngoại khóa thì ở đây tôi ngoại khóa OLS, nó ra OLS nha, chọn ngoại khóa ra ngoại khóa. Thì bây giờ tôi hướng dẫn anh chị làm cái bài này. Thì muốn anh chị muốn làm bài này, đầu tiên là các anh chị là bước 1 này ha. Các anh chị phải là sao đó, ghi macro, bật chế độ ghi macro nha. Bật chế độ ghi macro. Ghi macro. Ở đây á, bước 2 là các anh chị có thể là xóa, bước 2 nha. Bước 2 là các anh chị là xóa dữ liệu. Cho dù có hay không có nha anh chị, cho dù có hay không có anh chị cũng phải xóa, được chưa? Cho dù có hay không có anh chị phải xóa nha. Bước 3 là các anh chị sử dụng là bước 3 là mình sử dụng là thao tác. Ở đây mình sử dụng là thao tác trích lọc. Và bước thứ tư là mình kết thúc trích lọc ha. Kết thúc trích lọc nha. Kết thúc ghi macro nha. Ghi macro. Và bước thứ năm là mình gán nút lệnh. Năm nha, bước 5. Bước 5 là mình gán lệnh nha anh chị, bước 5 là gán lệnh. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị từng bước cơ bản, từng bước một ha. Thì đầu tiên là các anh chị sẽ sử dụng là cái thằng là data. Anh chị sử dụng developer nha, anh chị sử dụng là Record Macro. Cái thẻ developer này anh chị hỏi ở đâu ra? Thì ở đây này anh chị bấm File, Option. Các anh chị nhấn là Control Dashboard nha, Customize Dashboard nha. Customize Dashboard này anh chị đè vô cái developer này ha. Anh chị ok, nhớ nha, developer ok nha. Ở đây á, là các anh chị sử dụng là Record Macro này ha, developer này. Anh chị sử dụng Record Macro. Cái tên macro của mình nó là bắt đầu bằng chữ cái, không có các cái từ đặc biệt nha. Ví dụ là trích lọc. Trích lọc 01 đi. Rồi ở đây là 01 nha. Ok. Rồi khi mà trích lọc 01 tôi bật cái bước 1 là bật chế độ ghi, rồi bước 2 là cái xóa dữ liệu. Là các anh chị làm ơn anh chị xóa cho nhiều vô ha, xóa cho nhiều vô. Là mình sử dụng là home này, Clion này. Và cái bước 3, bước 3 là anh chị sử dụng là cái insert này ha, insert design data nhé, data. Anh chị sử dụng là cái chức năng là Advanced Hunter, Advanced nha. Cái vùng dữ liệu của mình là vùng người giao anh chị ha, cạnh nhân A này. Ok. Vùng người giao nha. Là cái vùng điều kiện mình là B334 này, mình copy ra chỗ khác. Mình copy ra tại A8 và sau đó mình ok. Và sau khi mình làm xong á, các anh chị nhớ là bước 3 làm xong anh chị, và bước 4 anh chị kết thúc macro developer nha. Anh chị kết thúc macro này. Thì bây giờ là bước 5 thì anh chị cứ dễ một cái nút, anh chị sử dụng insert. Anh chị dễ một cái nút mặt cười ha, hay nút gì cũng được, hay nút trái tim đi. Anh chị chuột phải nó, chuột phải này nè, anh chị assign macro. Anh chị assign macro nha. Ở đây hồi nãy là macro là trích lọc 01, anh chị ok đi. Là nó sẽ ra cho anh chị. Ở đây tôi chọn ngoại khóa rồi nha. Ở đây tôi chọn là cái khác, ví dụ là tab. Nó ra cho mình là tab. Ở đây tôi chọn cái gì đó, tập, nó ra cái tập ha. Ở đây tôi chọn cái gì đó, cái book, nó ra cái book. Thì ở đây tôi có một cái loại hình thân cao, cái này anh chị tự làm. Ví dụ như tôi chọn là cơ sở, ở đây là tôi chọn cơ sở nào, cơ sở KT á, thì nó ra cho tôi là cơ sở KT ha. Ở đây tôi chọn cơ sở là O08 ra O08. Ở đây tôi chọn cơ sở nào ra cơ sở đó nha anh chị. SI14, được chưa? Ở đây á, là tôi tùy chọn, thì các anh chị có thể là tự làm ha, tự làm cái này. Y01 thì ra Y01, được chưa? Như vậy là tôi vừa hướng dẫn anh chị là các kỹ thuật trích lọc dữ liệu. Các anh chị có thể làm theo nha. Rồi, chào tạm biệt các anh chị.